Chuẩn bị công việc, tách vỏ cà phê thành hạt để phơi cho nhanh khô. Mơ hải trực bảo này. What? Có ai đang nghe stream không? Hiện là stream tụi này. Rồi có lên YouTube. Sợ thiệu. Như cà phê nguyên chất nè. Trời ơi. Nè đẹp nè. Các bạn phải làm sao đấy. Chín. Cà phê rất đẹp. Đây là ông cụ mình. Ít nói và rất dễ. Hay còn gọi là dễ cười. Một khi đã nói là cười nhiều rồi. Hy vọng các bác cho em xin một like và đăng ký kênh. Hội tách vỏ. Máy Trang Du 22. Máy tàu sản xuất tại Việt Nam. À, lắp ráp tại Việt Nam. Ôi trời, siêu đẹp. Đây, đây là ông chủ nha. Ông chủ đang cắt xây. Để bớt. Ít ít. Năm nay 20 tuổi. Đã có 2 đời vợ. Ông này 30 tuổi. Đã có 3 đời vợ. Ông này tao bà này thì 40 tuổi. Hậu Covid ạ. Nói tổng lực. Nói chuyện này đến chuyện kia.